Hỏi có giờ bác sĩ hỏi, mà bác sĩ hỏi còn người nào, có thấy người nào không? Có một người cao cao đi hầu, có một người cao cao đi hầu đó, thấy rõ ràng luôn. Ai vậy em? Rồi đây chị Năm, đây Hello. nè cô Năm nghe gì, cô Năm mới á lại là tư vấn kêu mua một cái Này này tập nè đi nè. để cho cha tập đi nè, đi rất là khỏe. Quay 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 lại, ba đứng trong này nè con. Ba Đúng đứng trong đó, này. thử rồi đi được thử rồi đi được, để vô đây nè, đi nè, đó vô mới cái này, mua đó. gắt vô phải không? Gắp vô, bóp cái đó, đợi bóp cái nút đó gắp lại Gắp được vô, nè. ha. Gắp vô, mặt bà cái hỏi ra là bà về Mở ra là mở ra bình thường. Đó. Ba đứng vô cho con trai coi nè ba. Leo xuống. Ba leo xuống đi ba. Ba đứng lên cho con trai nó coi đi, nó mừng đi ba. Đó. Là chọc chọc o trong rồi. Rồi ba đứng lên cố gắng vui lên. An tâm nha con. Nhưng mà lúc nào cũng phải có cái ghế sang cho quanh. Lúc nào đi là mẹ mẹ cũng phải xách cái ghế đi theo đó, để mệt đó thì ngồi xuống. Nhưng mà nó nhiều đất. Nó nhiều đất, nó muốn Đi tăng xuống đưa luôn. lên cao cũng được, hạ thấp cũng được. Rồi, ok, rồi đi 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 Đó, đi đi đi. đi, tự động đi Đi đó, rồi. tự đi nè, đó, Ngoan giỏi. ngon lành ngon lành nè, ngon lành ngon lành nè, để quay quay hình đứng cho cha. Rồi đi 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 Đó lại đi lại đi lại. đó, thấy chưa nè, thấy cha đi chưa gì nè, Huy nè, đó tự động đi luôn rồi á. Bốn chân rồi đi không sao Ừ, tự động đi rồi đi, đâu có sợ nữa đâu, đâu sợ té đâu. xong rồi rồi ví dụ như vậy nè má mai nhớ để cái ghế sau lưng nhà này nha. Khi nào Đó, mệt ngồi xuống ba ngồi xuống đây, ba quan ngồi xuống đó, ngồi xuống rồi, ngồi xuống rồi đó, vậy kéo cái ok đó lại dựa luôn, đó. Cái này vừa muốn kéo lại dựa luôn, kéo lại xích vô. đó là muốn sao hạ xuống cũng được Đó nha. rồi dựa đó luôn, nghỉ mệt luôn đó. Im chưa, mát trời ông địa chưa đó. Đứng lên Đi nữa nè, đó đi nữa nè, đó vui lên quá lên cười coi nhăn vậy giống em bé mới tập đi. cũng kỳ Ngon lành chưa, ngon lành chưa. cũng nhờ cô Năm cô Năm tư vấn cho cái này nè, chứ không thôi xong luôn là đứt phim nè, người đâu ra nội mà mướn người luôn cũng chết. Hồi bữa á em đòi mượn cái này về cho ổng đi mà ổng không chịu, ổng nói nó thấp lắm. Ổng nói nó thấp lắm, ổng đi không được đâu đó. Bây giờ nói có tăng đưa ổng mới chịu đó chị. Tăng đưa lên xuống nó ổng mới chịu đó. Ví Mà dụ như cao quá thì mình chịu đâu được. vậy thí dụ như vậy nè, ví dụ đâu rồi Nó kéo ra, ừ bằng đó cái bấm cái nút kéo lên đó, cái đó hình như là này tăng mai, lên. hình như là cái này hết rồi, mai hết hết được rồi. Được được tăng lên. Không, cái đó là xuống đó, mình chưa tăng, mình chiếu mà. Bây giờ không phải mình muốn xuống nữa, đặng ngồi như vậy xuống hết. À, mình xuống vậy là hết rồi. Bây giờ hết xuống rồi. Rồi. Như vậy là em phải có cái ghế nhỏ nhỏ thấp thấp cái chỗ ngồi ừ. dựa vô ha. Rồi. Rồi vậy là ngon rồi đó, ngon rồi đó. Vậy là ngon ăn rồi đấy nha. Nhờ cô Năm người đẹp coi như là cấp tiên. Em nó quá mẹ hai mua mà Thì biết rồi, nhưng mà chị không tư vấn làm sao biết được cái đường này mà tính lo mà về lo giàu chết luôn, không biết đường nào mà đi. Nhưng mà mấy bữa em cũng có nói mà ổng chơi cái này không được, thành ra chị nói thêm vô nữa mới được đó, chứ em đã nói cái này lâu rồi nhưng mà ổng không chịu. Từ hồi chị hôm bữa nay là chị lại là tự nhiên là em khỏe, chị nói giờ em suy nghĩ là tự nhiên em thấy đúng nó khỏe cho mình. Là sao em? Dạ. Ý em nói em không bị áp lực nữa. Là chị nói là em không có bị áp lực nữa, em mới khỏe trong mình. Thôi bây giờ chị cho em nằm chút nha. Em nằm em khỏe là được. Dạ nằm chút Em cần khán giả cho nằm một chút nha. Có cần đỡ Khỏi không? khỏi khỏi Có cần, cần nếu là không nếu được. cần gì là con Tự người vô dụng rồi. rồi 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 À, ok 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 rồi rồi xích này lên đi, xích lên. Cái này là đâu đâu có để này điện.
không về mà không có sao đâu chị đâu. Nè cái này nó kín mít rồi, có gì cố lên đó, nằm xuống rồi đó. Cố lên đặng đón đứng được là hay lắm rồi đó. Cái ghế đó nó thấp đó, mà đứng lên nhóm đứng lên như vậy cố gắng như vậy. Bây giờ qua rồi đó, qua tai nạn rồi, cố gắng nha em, rồi cho khỏe rồi hả, rồi năm tới là đón cháu nội rồi hả, cưới dâu Úc rồi lên cho chị Năm ra ngoài chơi. Ừ. Tết Tết này chị làm ra chơi à? Thì Tết ra chơi hết chị ha. Chị không hứa. Không hứa, nhưng mà sẽ cố gắng. Thôi bây giờ nó ít đi, nó nhiều, nó qua nó lại cũng vậy nữa. Thà nó chút xíu thôi. Cảm ơn cô Năm tóc tiên rất là nhiều. Nhiều đẹp tóc tiên đó. Giờ đừng gọi là khen nhiều nữa, không biết khen sao. Thôi khen không có khen. Nói bậy bạ nữa, mới thay đổi máu đó. Chị em mình em mới vô máu hả? Vô máu đó. Chị em mình không à, giúp được cái gì thì giúp, không có gì hết, đừng nghĩ ngợi gì hết. Bởi vì khi đó lúc giờ anh nói nó cũng chuẩn với là nó tinh thần nó bây giờ nó đó. Em cũng nghĩ em vô tư lắm, bởi vì mới cứu được em á. Em không có nghĩ gì trên á, em chỉ niệm Phật thôi. Em nói vậy đó, mấy đứa trước em nói chỉ có niệm Phật thôi, Phật mới cứu mình thôi. Em nói gì đó qua là thì em đâu có biết cái vụ này đâu. Lên đây nằm là em chỉ nói niệm Phật thôi. Chứ em đâu có biết là Phật cứu mình tại Phú Quốc đâu. Cái vụ gì đó. Giờ nằm trên bao thấy nữa, ở trong bệnh viện á. Em thấy em cứ nhắm mắt bây giờ bắt đầu mở ra em thấy thiệt luôn á, nguyên ông sư á hồi xưa đó. Em chỉ xuyên cái tường rồi nè, em chỉ xuyên cái tường tâm linh mà 4-5 giờ rồi em biết nói giờ này 4-5 giờ của bác sĩ không hả. Em nói nè, em nói em giận ấp nè, em nói tôi thấy dông dập dìu chứ dông chết á, dông chết thì dông, nhưng mà dập dìu nhưng mà không có dám lại gần cái bệnh viện đó. Tại hồi xưa đó, trong chỉ ngoài sao đó có nguyên một bộ lùm tre đó. Tôi nói ở đây có lùm tre, lùm dịu, nó có. Người ta nói có. Tôi nói chỗ đó hả? Chỗ nó nằm ở hả? Dạ. Em nằm ở chỗ này mà em chỉ qua bên tường. Em chỉ cái hướng đúng luôn. Nói trong đó bác sĩ lâu năm mà. Ông nói, tôi nói hỏi. Ở đây có hồi nào giờ có ông thầy nào không? Nói có. Lúc mình kể ra tôi nói tôi thấy một cái ông này nè, là ông sư. Bây giờ tôi hỏi thiệt nha, ở đây có ông thầy nào không, có ông nào tu không? Nó có ở ngoài sau đó, nó hướng đó luôn đó, đúng cái chân hướng đó luôn. Là cái chùa? Là một cái chùa. Cái chùa giống như là người ta làm đơn sơ đơn giản vậy đó. Có tre, có chung này kia đó, bụi tre rồi đó. Hỏi có, giờ bác sĩ hỏi, mang bác sĩ hỏi còn người nào, có thấy người nào có một người cao cao đi hầu. Có một người cao cao đi hầu đó, thấy rõ ràng luôn, mà thấy mấy ngày mấy đêm vậy đó. Tôi nói không lẽ ông cái em mới nằm em nói sư ơi cứu con, sư ơi sư linh thiêng á, con có cái gì cứu con. Là mấy lúc ngày, đó mấy không ngày, là mê lúc mê đó hả? Không biết không mấy ngày mê hả? Không là lúc đó không biết đi làm bệnh chưa, hay là lúc tỉnh ra mới không hiểu nữa. Biết là ổng nửa mê nửa tỉnh á, ổng biết gì. Đang kêu lại cái kể, kêu người này kể cho mấy người đi giữa kể, kể xong cái hồi cái thấy ông bác sĩ kia, ông tên Đạt á, tính kêu, hỏi bác sĩ Đạt, tôi tính kể cho nghe cái này nè, đó, cái kể xong rồi nói, ủa, tôi có kể cho bác sĩ nghe chưa, nói, kể cho ai nghe chứ, nó có kể cho tôi đâu, giờ kể cho tôi đi, nó cũng kể y gian vậy đó. Cứ nhắm mắt lại mở mắt ra là thấy ổng hiện ra vậy đó. Nguyên cả xa bự dài sao. Ông cứu quá. Mà người theo như mình nó nghĩ đó, người không phải người mình. Mà sạch sẽ lắm, đẹp lắm. Người, đúng rồi, giống như người Thái người Miên gì đó. Người Thái vậy đó, đại khái vậy đó. Nguyên bộ đồ vàng không có la hay một cái gì hết trơn á. Cao, mà cái người đi hầu còn cao ác nữa. Đầu trúc lắc vậy đó, cao nam. Nhớ ổng đứng, ông đứng đây, người đi hầu đứng đây nè. Nói hỏi hồi đó giờ, hỏi thiệt nha, hồi đó giờ ở đây có cái chùa miễu gì không, hay là có ông sư không? Nó có ông sư ở đó đó, chỉ cái chân nó luôn đó. Chỉ cái chân nó luôn á.
mình cũng đâu có gì giật mình, tại mình thấy gì mình nói vậy. Tôi nói bây giờ tôi giờ cái gì tôi không biết hết trơn á, tôi không biết sao nữa. Chắc tự nhiên cái giờ mình biết thấy trơn à, giờ mình thấy trơn nói gì đó. Hôm bữa chị Nam biết cái lúc mà em ở chỗ anh, em ngủ chỗ anh bà ở trên tầng 2 á, lúc đó là chuyển ổng xuống cái tầng 1 rồi, mà ở trong cái phòng chỗ đó gần cái phòng cấp cứu á, nó cái phòng đó là cũng có phòng kế cái phòng đặc biệt đó, là không có chỗ ngủ. Giờ biết sao? Giờ ở dưới đó cũng không có chỗ ngủ luôn, em mới đi lên tầng 2 em ngủ. Nhưng mà có bữa có người ngủ chung, còn có bữa không có ai hết trơn, vắng tanh vậy đó. Tự nhiên em nó thấy lạnh lẽo, em ngủ không dám ngủ. Chị Nam em kể tiếp nha. Xong em kêu ông bác sĩ lại, em kể từ đầu tới cuối gì đó. Ông nói ở đó có ông thầy nghe chăng cái tay em chuyện, phải nghe chăng đây, nghe chăng nó luôn chính xác rồi đó. Để ông đó còn đó chà. Dạ không, chết rồi. Giờ đem lên chùa ông Mười, ông Mẹo gì đó, thợ chảnh á đó, nó rõ là gì đó. Giờ cái nói chết ấy gì thôi, coi dầm á, tự nhiên khiến mình nói dầm á. Ông kêu người ta cúng luôn. Cúng đồ chay á, giờ mời cho người ta ăn. Rồi suốt cùng người ta có cúng không? Thì nói vậy ở đó người ta cúng không cúng mà ổng đâu có biết, ổng chỉ kêu vậy thôi. Cúng người ta chứ, tôi nói cúng đi. Giờ bệnh viện làm ăn được à, làm ăn được, với lại tay qua nặng khỏi nhiều lắm. Bệnh viện làm ăn được là người bệnh nhiều á. Không phải ý đó là mình làm cái gì là hết bệnh cái đó gì đó, cái nghĩa gì đó. Cứu người á hả? Em nói chuyện thì không có khéo mà em lặp lại mà nói gì. Mà như vậy thì cái ý của em á, nếu mà ở trên người ta cứu, coi như là người ta cứu em đó, thì bây giờ cái ý của em là sau này về á, rồi em muốn mua trái cây hay cái gì là rất là lễ vì sao? Dạ, em cứ thật. Ở nhà mình là đương nhiên rồi, nhưng mà cái chỗ đó coi như là thần thánh gì chỗ đó người ta cứu mình. Mình ra ngoài mình giái? Không. Được không? Được. Có dịp á là mua ngũ quả đó, dĩa ngũ quả đó. Sợ người ta không cho á, sợ trên đó người ta không cho. Sợ người ta không cho thôi, chứ còn mình cái đó là người ta cứu mình. Người ta không cho, nhưng mà mình làm chắc tay mình niệm thôi. Không, ông này tự nhiên thấy ổng hoài thôi, thấy ông sư đó hoài vậy đó. Ông bà ơi. Ở nhà cũng thấy nè hả? Không, có, nằm lên đó thấy. Mẹ đi đó. Đó. Cứ chiều là đó, chị nghĩ là ở trên đó là thần thánh gì đó, người ta về người ta độ cho ông. Không biết sao không? Tự nhiên nằm cái tự nhiên mình thấy cái gì mà hỏi mấy giờ rồi? Năm sáu giờ mà bà quá chạy trời. Cái chị Nam biết không? Em nói em ngủ trên đó một mình, tự nhiên nó lạnh lẽo quá, em xuống em nói với ổng lúc đó, với cái ổng nói gì nè, không dám kể, ổng không dám kể, Phương không dám nói cho bà nghe chứ dập dìu ở chợ nó nhiều thấy lắm, thấy dữ lắm á, thấy luôn, thấy luôn như bằng ngày vậy đó, là thấy người ta đi qua đi lại vậy đó, mà con người mình nó ổng nói mà ra mà nó ổng nói mà em không dám ngủ luôn. Mà thấy hết trơn, biết hết trơn á. Nhưng mà em thấy là người mình đàng hoàng luôn. Không, nó là má, cái một cái bóng trắng thôi. Bóng trắng thôi, bóng trắng. Bóng người. Đúng, bóng thôi, không phải người mình đâu. Không có rõ ràng đâu mà nó nhiều, nó đi vào cái trạm thấy cái nó có sĩ ở đây 5 6 giờ cho nó phần âm nó nhiều quá. Cái ổng mới kêu em á thì đi vô trong chỗ phòng của ổng ngủ, vô trong đó đi ngủ đó đi. Chỗ đầu ngủ của ông ngồi dựa cái ghế giống vậy đó, cái ghế giống vậy đó, ngồi dựa đó ngủ, sao ngủ. Thật sự là tâm linh, chuyện tâm linh có thật luôn á. Em nhắm mắt là em mở ra là thấy, phải nhắm mắt lại thấy nó không nói gì. Nhắm lại mở ra là thấy liền, thấy ông sư liền. Thấy ông sư hiện ra liền như đó, hiện dần, không có đi mà hiện dần tới mình như nè. Về ngưng lại, động nó đó, ngưng lại. Dạ mẹ. Dạ. Không, có khi nào ông sư ở bên Miên không? Bên hầu đợt rồi. Anh đi lính nào? Miên Thái à. Thì đó thì có đó có ông đó, thương. Có cái ông sư đó ông thương ông này lắm. Ông thương lắm, ông giúp về ông ôm ông dỗ cho mình, ông nói về Việt Nam đi, không ai giết chết tao mà sợ. Không ai hại được. Nè, tao vinh sẽ rốc Việt Nam ha. Đi về Việt Nam tao vinh sẽ rốc Việt Nam. Ở Việt Nam sập lắc đó, ọt ngọt đi, là không ai dám giết ra là sập lắc đó, là hại rồi đó. Em hay là ông sư đó về không em? Không đó, biết. Ông này thường ngày ông này mời ăn không, nhưng mà hỏi ngay chỗ đó không thì người ta nói có ông sư hồi xưa có ở mấy chục năm luôn mà tế mà làm bệnh viện. Nhưng mà em nhìn các ông ở trong mà em nằm mơ thấy có phải ông thầy tại mặt ổng phúc hậu lắm, bây giờ không nhìn ra được. Ông sư bên kia thì cái mặt hơi dài,
còn ông này hơi tròn chút. Nên vậy là khác, vậy là ông khác. Chắc giờ ông không sửa. Ông nói chuyên nghiêm, ông nói gì đó là mình hiểu. Mà tự nhiên mình nó muốn nghe được là cho mình nghe à. Ông dỗ dỗ nói đừng có sợ cầm khờ lạch nịt na. Ổt ngợp đi. Ổt nịt na sầm lắc đi. Kể ghê quá. Nếu mà màng quăng á, mà hồi đó cỡ chứ ngăn chứ ngủ định đến lên luôn. Đúng rồi. Giờ cho nó cúng đi. Cúng đi. À, tự nhiên ai nói xong kể ta nghe xong cái kêu ta cúng luôn. Cúng chai á, mình nấu vài chén chè cũng được. Chè chậu trắng hay chè gì cũng được cái trên á, đồ ngọt á. Giờ mình đem lên cúng, tắt mấy cây nha, mình giá. Cúc mặt này kia kia nọ, nào thì tôi không biết. Cúng chắc gì là cúng á, tình tưởng lắm á. Con kiến ngoài sao nha, dựa vô cái chuyện dính á. Không có con kiến à. Đâu có con kiến gì ở ngoài nó vô á. Buổi sáng đúng rồi. Đi đâu vậy nè? Kệ nó đi. Đi chỗ khác chơi à. Kệ đâu. Nhân nhộn cái đất lên. Kệ tiệt tình là đó là tâm linh luôn á. Kệ chuyện có thật luôn á. Bữa nay kể chuyện mà ba mớ mà rồi, bữa nay ba má kể chuyện mà. Kể chuyện ở trong bệnh viện á. Bây giờ là ba má khỏe rồi đó nghe cả nhà. Bây giờ là chuẩn bị đồ đóng thùng nè, để thứ ba đằng xuất viện nè. À, cô Năm tiếp tới lương thực. Mới tiếp tới lương thực cho một đống luôn, ăn không hết luôn. À, tôi vẫn mua nhờ mua cái này là cô Năm kêu đi mua cái này. À, mấy bữa em nói mà ổng không chịu. Ổng không chịu, ổng nói đi không được. Bây giờ chị nói vô ổng mới chịu đó. Đó bây giờ mới mua được cái này, bây giờ tập đi được rồi. Không có dám kể nghe dùng mình luôn. Em thấy rõ ràng như ban ngày luôn. Em nói chị Kim lại cũng nói nè, bây giờ tôi nhắm mắt tôi mở ra cái là thấy ẩm liền. Nó rõ như ban ngày, tôi không phải nói dốc đâu, mà tôi không biết sao nữa. Kể với bác mấy ông bác sĩ á, hai ông không biết một ông hai ông chụm lại nghe nè, kể đi. Nghe mệt. Rồi thôi nè, bây giờ chào nè, chào tạm biệt nè. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Giờ cũng khỏe rồi, tâm lý cũng tạm ổn rồi. Rồi từ từ mình tính nữa cả nhà ơi. Từ từ mình tính, bây giờ về nhà lo dưỡng sức rồi khỏe rồi mới đi đạn, điều trị tới cái lưng nữa cả nhà đạn, ơi. Đạn của em này em gặp hai lần rồi, nhưng mà có cái là xuống dưới làm như thiếu chữ ký nó như thế nào đó, thiếu nét đó, nhặn. Nó trả về, nó nói ký sai về đi. Diêm Dương không nhận hả? Diêm Dương nè. Bây giờ về, bây giờ nghe thật thôi. Rồi, chào tạm biệt nha. Chào tạm biệt nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha cả nhà. Hẹn gặp lại. Rồi.